nay mình giao dạng sới. Đây là một tỉnh khá là xa, xa đồng, xa Sài Gòn. Máy mới 357 và dạng sới 198. Dạng này là dạng chạy cho thằng 357 phủ bì, nó là 2m086, chiều dài bông sới là 1m8. Mình đi đường này để mình coi cái chiếc 357 nha. Đây. Có cái hộp nữa mà em tháo ra rồi. Vậy hả? Để cho nó dễ cầm. Nó y chang cái cây cạc đăng ở trọng á. Và đây là ga của tem nhà y chang cái cạc đăng ở trong trong trọng á. Cạc đăng là mấy vậy? Sạc chén mấy vậy? Này nó sạc chén 35 á. 35 nữa. Dạ. Quá là hợp. Ủa không gắn cái bằng dông luôn hả anh? ba năm bảy chưa lột tem luôn. Hôm qua định lấy cái thằng 2m325 để gắn cho thằng này, nhưng mà suy nghĩ lại tới chiều rộng của cái con 357 này nó chỉ là 1m580 thôi, nên mình lấy cái vàng này 2m086 phủ bì là nó hợp rồi, nó chạy vừa sức rồi, với lại số của nhân ma này nó nhanh hơn nữa. Bánh gọi ba tấc, ba tấc rưỡi được rồi. Cho nó vừa bánh gọi với vừa chí nén này luôn là vừa luôn á. Vừa ra ngoài này cũng không sao, bằng bí này cũng không sao nữa. Tại vì nó cho nó cán ấy luôn à, nó cán gà cái phía bờ luôn. Quá vừa. Vàng này thì mình bảo hành hộp sọ 12 tháng rồi. Cái nhông mình bảo hành 12 tháng nhông sọ nha, còn nhông sên thì 6 tháng, sên 6 tháng. Hôm nay là ngày 30 tháng 5, tức là cái ngày cuối cùng mà mình mua vàng sới, mình được tặng cạc đăng á. Nếu mà video này đang chắc là chiều nay đăng, thì anh em nào mà gọi trong chiều hôm nay thì có thể giữ được cái cạc đăng, còn không thì chắc là không biết là tháng 6 có chương trình gì khác hay không thì không biết. Rồi em ấy đã lên rồi. Nó đang lấy bộ răng bằng nú nha, bằng nú thẳng luôn, thẳng tiến luôn, thẳng tiến luôn. Sao anh? Anh nói sao? Về thí dụ mình có cần mình là thay đổi chút đỉnh rồi. Không, anh đừng có thay. Không, thay nó thay đổi kết cấu á. Không phải mình thay đổi. Rồi, đúng rồi. Vàng lông ở ngoài đồ á. Ví dụ nào? Thí dụ vàng lông ở ngoài mình cảm thấy miếng này nặng quá, mình mở ra. Mở được. Dạ, thì bởi vì mình hỏi trước bị cái trong thời gian bảo hành. Bảo hành mà quá cái xuống cái nói tại anh mở cái này nó mới hư rồi. Đúng rồi. Anh đừng có thay đổi kết cấu của cái bông trục là được. Nha. Đi. Sao đậu đây đi cho xe nó ra rồi lên luôn. Đậu đây. Vậy anh chị. Rồi bây giờ là mấy anh nó chuẩn bị lên xe. Rồi.
Rồi rồi rồi, bây giờ thì mình sẽ quay cái đoạn này luôn. Máy máy chuẩn bị mai nhìn sới đi về. Máy sẽ về Kiên Giang. Đây là mình thấy cái góc này mọi người sẽ thấy rõ hơn. Ghe lại chút. Ghe lại chút. Ghe đây. Rồi. Người quan tâm đến dàn sới thì có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau nha.